Xin kính chào các quý anh chị, chúng ta đang quay trở lại với kênh của Đỗ Happy Car và chúc anh chị thật nhiều sức khỏe. Hy vọng rằng ở cuối tháng 9 này thì cái việc giãn cách xã hội sẽ ngừng để giúp cho những quý khách hàng mà đã đặt xe của Đỗ Happy Car chúng ta có thể đi đăng ký một cách bình thường. Ở trong clip ngày hôm nay thì em sẽ cập nhật cho mọi người ở giữa tháng 9 này về giá của chiếc xe Toyota Vios, về khuyến mãi, giá lăn bánh và cũng như là những chi tiết nhất của dòng xe Vios G, Vios eCVT và Vios eMT. Và trước khi clip bắt đầu thì cả nhà đừng quên rằng ấn giúp em nút đăng ký kênh của Đỗ Happy Car và nút chuông bên cạnh cả nhà nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay với chiếc xe đầu tiên, đó chính là Toyota Vios 1.5G. Ở thời điểm hiện tại thì Vios 1.5G bên em đang có mức giá bán ở thời điểm hiện tại là 537 triệu đồng. Ngoài ra thì quý anh chị chúng ta sẽ được tặng thêm, đó chính là dán phim cách nhiệt, lót sàn da toàn bộ xe mọi người nhé. Phim cách nhiệt thì là bảo hành 10 năm rồi. Ngoài ra chúng ta sẽ được tặng thêm camera hành trình theo xe và tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Và để lăn bánh được đối với xe Vios phiên bản G thì chúng ta, nếu quý khách hàng chúng ta đang ở Hà Nội thì chúng ta sẽ cộng thêm tiền lệ phí trước bạ 12%, tiền biển 20 triệu, phí kiểm định, phí bảo hành, phí sử dụng đồng bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc, thì tổng cộng giá trị lăn bánh sẽ là 629 triệu. Còn những quý anh chị chúng ta đang ở tỉnh thì sẽ ít hơn, lệ phí trước bạ 10%, tiền phí đăng ký, phí kiểm định sử dụng đồng bộ thì sẽ tổng cộng sẽ là 598 triệu. Còn những quý khách hàng chúng ta đang ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 617 triệu đồng. Và nếu quý anh chị chúng ta đang có nhu cầu đặt hàng với chiếc xe phiên bản G thì mọi người gọi điện vào hotline phía bên dưới góc trái màn hình hoặc là kết bạn Zalo để được nhận báo giá mới nhất. Hiện tại thì bên em đang có xe giao ngay dành cho quý anh chị và chương trình tặng 50% thuế trước bạ dành cho tất cả các dòng xe Toyota Vios sẽ diễn ra đến hết tháng 9 này. Vì vậy nếu quý anh chị chúng ta đang có nhu cầu đặt hàng thì gọi điện vào hotline cả nhà nhé. Còn đối với những quý khách hàng chúng ta đang định vay trả góp đối với dòng xe Vios thì hiện tại đại lý đang có chương trình ưu đãi, đó chính là 2,99%. Gói vay hiện tại tối đa là 80% và vay trong vòng 7 năm tương ứng với 84 tháng. Nghĩa là anh chị chỉ cần bỏ ra trung bình hàng tháng sẽ là khoảng 5,8 triệu là chúng ta đã có thể sở hữu được chiếc xe Toyota Vios rồi. Tất nhiên mình sẽ phải chứng minh. Thì cụ thể chứng minh tài chính như thế nào để sở hữu được chiếc xe Vios thì mọi người gọi điện vào hotline thì đội ngũ sẽ tư vấn trực tiếp dành cho quý anh chị. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dòng xe eCVT, vẫn đầy đủ hộp số, động cơ vẫn tương tự như vậy, chẳng qua chúng ta ít hơn một chút về option, ví dụ như cảm biến góc trước, góc sau hay là cruise control, đó, chìa khóa thông minh start stop. Còn đâu về các tính năng thì nó cũng sẽ tương tự như nhau. Với bản eCVT ở thời hiện tại bên em đang có mức giá bán là 494 triệu cả nhà nhá. Ngoài ra thì mọi người sẽ được tặng thêm là dán phim cách nhiệt, bảo hành 10 năm, trải sàn da và camera hành trình. Ngoài ra thì mọi người sẽ được tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ, cực kỳ là nhiều đấy ạ. Thì để lăn bánh được đối với cũng quý khách hàng chúng ta đang ở Hà Nội trước tiên thì sẽ là 580 triệu đồng. Nếu quý anh chị chúng ta đang ở Hà Nội thì lệ phí trước bạ là 12% và tiền biển là 20 triệu cả nhà nha. Tất nhiên cộng thêm cả phí điểm định, phí sử dụng bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Còn những quý anh chị chúng ta đang ở tỉnh thì sẽ ít hơn, là còn 550 triệu đồng. Còn quý khách hàng chúng ta đang ở thành phố Hồ Chí Minh, hy vọng rằng hết ngày 15 này thì mọi người có thể quay trở lại, có thể đăng ký được xe với những quý khách hàng mà chúng ta đang liên hệ với cả đội ngũ Happy Car sẽ là 569 triệu đồng là chúng ta đã sở hữu được chiếc xe này rồi. Và để sở hữu được dòng xe này với quý khách hàng chúng ta đang trả góp thì mọi người chuẩn bị giúp Quyết là tổng cộng 146 triệu là mọi người đã có thể sở hữu chiếc xe rồi. Và Quyết xin được nhắc lại, đó chính là đang có chương trình vay là lãi suất là 2,99%. Ngoài ra thì chúng ta sẽ được tặng thêm rất nhiều các bộ phụ kiện khác để hỗ trợ cho các quý khách hàng. Thì mọi người đang có nhu cầu đặt hàng đối với dòng xe Vios eCVT thì mọi người có thể gọi điện vào hotline hoặc kết bạn Zalo. Thì đội ngũ sẽ gửi hình ảnh trực tiếp dành cho quý anh chị và trả lời những câu hỏi để cho anh chị có những giải đáp, những cái thắc mắc và báo giá một cách chi tiết nhất và cam kết sẽ là giá tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phiên bản cuối cùng là phiên bản Vios eMT. Với bản 1.5 eMT hiện tại đang có mức giá bán sau khi trừ khuyến mãi là còn 441 triệu đồng, rất là hợp lý đúng không ạ. Ngoài ra thì mọi người sẽ được tặng thêm bộ dán phim cách nhiệt, trải sàn da, 1 năm bảo hiểm thân vỏ của đại lý.
Thì sau khi mà chúng ta lăn bánh xong á, thì ở Hà Nội thì quý khách hàng chúng ta sẽ là 520 triệu đồng. Còn những cả nhà mà chúng ta đang ở tỉnh á, thì sẽ là 492 triệu. Và ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 511 triệu. Và em xin được nhắc lại là Hà Nội là 520 triệu, ở tỉnh là 492 triệu và ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 511 triệu. Còn những anh chị mà chúng ta đang định vay trả góp thì bây giờ chị mọi người chuẩn bị cho Quyết là 134 triệu đồng. Quay đầu thôi là chúng ta đã xử lý được rồi. Tại vì Vios EMT thì giá thành ít hơn. Và đặc biệt hơn nữa thì bây giờ đang có chương trình là 2,99% và vay trong vòng 84 tháng tương ứng với cả 7 năm và vay 80% giá trị chiếc xe mọi người nhá. Nghĩa là hàng tháng mọi người chỉ chuẩn bị khoảng 5 triệu 2 thôi, đặc biệt những quý anh chị mà chúng ta định chạy dịch vụ đó. Tất nhiên ở thời gian này thì chạy dịch vụ sẽ tương đối khó khăn, nhưng mà chúng ta có thể vay 50 40% cũng được. Đấy là Quyết nói tối đa là 80% giá trị chiếc xe thôi. Đó. Với Vios ở thời hiện tại thì chúng ta cũng có rất là nhiều đủ các cái công nghệ, ví dụ như 6 cảm biến, 2 cảm biến góc trước, 2 cảm biến góc sau, chìa khóa thông minh start stop, chúng ta có cửa sổ điều hòa tự động. Có rất nhiều các tính năng như HAC, khởi hành ngang dốc, VSC, kiểm soát hành trình, ví dụ cruise control, hộp số CVT. Và đặc biệt hơn nữa thì Vios thì chúng ta có một cái tiêu hao nhiên liệu cực kỳ là ít, với khoảng 5,4 lít trên 100 km thôi. Thì dành cho những quý anh chị mà chúng ta muốn mua xe lần đầu hoặc là chúng ta muốn sở hữu chiếc xe lâu dài thì đây là một lựa chọn cực kỳ tuyệt vời, cực kỳ hữu ích ở thời điểm hiện tại dành cho quý anh chị. Ở khu vực hàng ghế phía sau thì chúng ta cũng có một cái khoang để chân sàn phẳng toàn bộ, để chân rộng rãi khoảng cách khoảng tầm 15 cho đến 20 cm để cho mọi người có thể thoải mái. Còn mọi người đi đường dài thì mọi người có thể để cái gối tựa đằng sau lưng mình để duỗi ra, tại vì hàng ghế sau của Vios ngồi cực kỳ là rộng, có hai khay để nước để cho mọi người đi đường xa, nếu mọi người đi 4 người kể cả đi 5 người ngồi hàng ghế sau cũng rất là rộng rãi. Và đấy là những cái chia sẻ nhanh của em dành cho các quý anh chị chúng ta đang có nhu cầu đặt hàng về chiếc xe Toyota Vios năm 2021 ở trong cuối và giữa tháng 9 này. Thì nếu mọi người đang có nhu cầu đặt hàng thì đừng quên rằng gọi điện vào hotline phía bên dưới góc trái màn hình 0394 046 064 để được nhận báo giá tốt nhất, khuyến mãi tốt nhất, và đặc biệt hơn nữa đó chính là những tư vấn cụ thể dành cho từng quý anh chị. Hy vọng rằng clip ngày hôm nay sẽ mang lại nhiều thông tin hữu ích dành cho tất cả cả nhà. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên rằng ấn giúp Quyết nút đăng ký kênh của Đỗ Happy Car nha.